cho thuê 2 000 m vuông đất mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, cách cầu Bà Chim 2,8km. Nằm sát với Ủy ban Nhân dân xã Long Thới, đất vuông đẹp. Mặt tiền rộng hơn 50m, thích hợp làm quán cà phê sân vườn, kho bãi hoặc nông trại du lịch, vân vân. Giá cho thuê thỏa thuận, ưu tiên khách thuê thời hạn lâu dài, có thể lên đến 10 năm. Vui lòng liên hệ 0938 660 224. Xin cảm ơn.